Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món trân châu sợi. Đây là một món ăn được rất nhiều người yêu thích và cách làm cũng rất đơn giản. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé! Nguyên liệu gồm bột năng và đường. Chúng ta bắt đầu làm nhé! Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô, sau đó chúng ta đổ bột vào một cái tô lớn như thế này. Sau đó chúng ta dùng nước sôi thật kỹ để chúng ta đổ vào trong bột. Bột năng chúng ta phải dùng nước sôi để nhào bột thì bột mới có thể ngon và đồng nhất được. Nếu chúng ta dùng nước nguội để chế thì bột của chúng ta nó sẽ bị sống bột và sẽ không làm được bánh nhé. Chúng ta sẽ vừa chế nước từ từ và vừa đảo bột. Nếu chúng ta cho nhiều nước vào một lúc thì bột của chúng ta sẽ bị nhão. Khâu chế nước và nhào bột này cũng rất quan trọng các bạn nhé. Gần như đây là một khâu quan trọng nhất. Bởi vì nếu chúng ta chế bột khô quá thì món trân châu của chúng ta sẽ bị cứng. Nếu chế nhiều nước quá thì món trân châu của chúng ta sẽ nhão, thì ăn sẽ không ngon. Cho nên chúng ta sẽ phải chế nước từ từ, vừa làm chúng ta vừa đảo, cho đến khi nào mà phần bột khô không còn nhiều nữa và các phần bột và phần nước thành một khối như thế này, thì chúng ta sẽ dùng tay để chúng ta nhồi bột nhé. Do bột chúng ta chế bằng nước sôi nên khi nhào sẽ hơi nóng và chúng ta sẽ nhào bột thật nhanh tay để cho các cái lớp bột này kết dính lại với nhau thành một khối đồng nhất. Nếu chúng ta để nguội thì phần bột này sẽ không dính lại được với nhau và khi làm bánh thì bánh sẽ không ngon nhé. Chúng ta sẽ nhồi bột thật đều tay cho đến khi nào bột dẻo và đồng nhất như thế này là được các bạn nhé. Phần bột đã xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia bột nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lăn cái khối bột này. Sau đó chúng ta sẽ dùng dao để chúng ta chia nhỏ khối bột này thành các miếng đều nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ rắc một lớp bột áo lên trên mặt thớt, sau đó dùng tay xoa đều. Làm như vậy để khi mà chúng ta làm bánh thì bánh sẽ không bị dính vào thớt và dính vào tay. Sau đó chúng ta lại tiếp tục lăn những miếng bột này và chia nhỏ chúng ra để dễ làm từng sợi trân châu hơn nhé. Từ những miếng bột nhỏ, chúng ta sẽ lăn ở trên mặt thớt. Chúng ta lăn đều tay, vừa lăn chúng ta sẽ vừa kéo để cho miếng bột nhỏ lại và giãn dài ra như thế này. Và khi nào mà miếng bột nhỏ đến mức vừa ý của chúng ta thì chúng ta sẽ cắt nhé. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết phần bột còn lại nhé. Sau khi cắt các thỏi bột xong thì chúng ta sẽ rắc lên trên bề mặt một chút bột áo để cho các miếng bánh này không dính lại với nhau.
Như vậy thì khi luộc thì các cái miếng trân châu của chúng ta sẽ rời ra và trông sẽ ngon hơn. Khâu làm bánh đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đem đi luộc nhé. Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước để luộc. Khi nước sôi đều như thế này, chúng mình sẽ cho trân châu vào để luộc nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đũa để khuấy đều phần trân châu này để cho các miếng trân châu không dính lại với nhau. Sau đó đậy vung lại và đun sôi cho đến khi nào phần trân châu nổi đều trên mặt nước và có màu trong như thế này là được. Chúng ta sẽ tắt bếp và ủ trân châu trong khoảng 15 phút nhé. Sau 15 phút chúng ta sẽ vớt toàn bộ phần trân châu này ra bát. Khi trân châu còn đang nóng, chúng ta sẽ cho ngay đường vào và chúng ta đảo. Mục đích chúng ta cho đường vào trong trân châu này để giúp cho các miếng trân châu không bị dính lại với nhau và trong hơn, dai hơn và đậm vị hơn khi nguội nhé. Với món trân châu này, chúng ta có thể làm được rất nhiều các món chè khác nhau tùy theo sở thích của mình. Nếu chúng ta ăn ở ngoài hàng thì sẽ không biết rõ nguồn gốc và cũng sẽ không yên tâm như chúng ta làm ở nhà. Các bạn thấy không, từng sợi trân châu rất là trong và mềm dẻo. Khi nóng thì những miếng trân châu này sẽ chưa trong hẳn đâu ạ, vẫn còn màu hơi đục đục. Khi nào nguội hẳn thì những miếng trân châu này rất là trong như pha lê ấy, nhìn rất là đẹp. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm món trân châu sợi rồi. Các bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình cùng làm đấy. Nếu yêu thích món ăn của mình, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.